Đây là cuộc sống hàng ngày của một cô gái thích chủ động làm mọi thứ, đã quen với cuộc sống độc thân và tìm được niềm vui trong mọi hoàn cảnh. Dù có là Valentine hay là Noel thì đều xuất sắc vượt qua. Thế nhưng, gần đây thì có một chàng trai xuất hiện và cuộc sống yên ả của cô gái ấy có chút đảo lộn. Xin chào các bạn, lại là mình đây, lại là dơ lên của các bạn đây. Mình đã từng làm video là mặc gì đi hẹn hò hay là buổi hẹn hò đầu tiên thì chúng mình nên nói chuyện gì rồi. Nhưng mà đã bao giờ mình rủ mọi người đi hẹn hò cùng mình chưa? Thực ra là độc thân lâu quá đấy, nên là có muốn rủ cũng không được đấy. Yes, mình đã độc thân 4 năm. Cho nên vlog ngày hôm nay mọi người hãy cùng xem cô gái trẻ dơ lên này đã tự nguyện rút lui khỏi team FA như thế nào nha. Cô gái mà đang falling in love thì skincare như thế nào để đi hẹn hò nhỉ? Má mình á, mấy nay có mấy vết thâm cứng đầu ghê luôn. Nên là mình đang phải dùng em Serum Freshly Juice Vitamin Drop của Dierclaire để làm mờ thâm và đều màu da. Dierclaire thì là một thương hiệu mà mình đã dùng từ lúc ở Việt Nam rồi. Và mình thấy hãng này rất là hợp lý, tại vì nó rất là lành tính với làn da nhạy cảm của mình. Vitamin C ấy, thì thực ra từ 1% hay là 20% thì đều có hiệu quả đấy, chứ không phải là nồng độ càng cao thì càng tốt đâu. Quan trọng là da của chúng mình có tải được hay không ấy. Em serum này thì khá là lỏng nha và có độ ẩm lý tưởng trong mùa đông ở Sydney. Sau đó thì mình chốt sổ với kem dưỡng Midnight Blue Calming Cream. Màu xanh quá là mát mắt và lạ đúng không mọi người? Bôi lên nó mát gì đâu. Đây sẽ là cứu tinh cho bạn nào cần phục hồi da sau tổn thương như là nặn mụn này, laser, thậm chí là kem trộn. Chiết xuất rau má còn giúp giảm mẩn đỏ và rất phù hợp để da nhạy cảm như mình dùng đều đặn 2 lần một ngày. Bây giờ thì da mình đã đủ ẩm mướt để make up rồi. Mặc dù mình đã qua cái giai đoạn mà đi hẹn hò là phải lên đồ lồng lộn rồi, nhưng mà người ấy của mình thì super giản dị luôn, trong khi mình thì vẫn bắn bèo. Thiết nghĩ đi cạnh nhau có bị bật tông quá không nhở? Thôi kệ đi, tôi đẹp là được đúng không mấy bà. Rồi xong, làm cho cố vô, rồi lại mưa thôi à. Đáng lẽ là hôm nay thì bọn mình sẽ đi hiking, thế nhưng mà Sydney mưa nguyên một tuần luôn. Thế nên là bọn mình chuyển hướng và đi bảo tàng. Bảo tàng là ý kiến của mình. Tụi mình rất thích đi bảo tàng ấy. Và hẹn hò ở trong bảo tàng mình cũng rất là lãng mạn ấy mọi người. À, và anh còn mua cho mình cái này nữa. Nói nghe nè, mình rất thích cái cảm giác mà Giai đến đón đi chơi xong rồi mua trà sữa với bánh ngọt cho mình nha mọi người. Có nên nói luôn là em không thích vị dâu không nhở? Sau nhớ mua sô-cô-la nha. Nhiều đường quá hay sao mặt đần vậy? Ít quên cảnh báo mọi người, vlog ngày hôm nay sẽ rất là xến nha. Độc thân hay là có người yêu thì đều có cái hay cả. Thế nhưng mà éo le ở cái là dù chúng ta đang ở cái trạng thái nào thì cũng sẽ có những cái khoảnh khắc mà chúng ta nhớ cảm giác khi ở trạng thái còn lại. Kiểu thích một mình nhưng mà lại sợ cô đơn ý. Độc thân á, thực ra thích chết thì được. Không cãi nhau này, không mâu thuẫn này, đỡ phải đem cái cảm xúc của mình ra, bắt nó leo lên leo xuống. Tìm hiểu hẹn hò mấy người một lúc cũng được, chẳng có gì là sai. Nhưng mà có người yêu ấy thì tuyệt vời ở cái chỗ là mỗi khi có cái công chuyện gì ấy, có người yêu đến đưa rước chờ đợi cũng thích. Hiểu nhau này, gắn bó này, nên chuyện gì nói chia sẻ cũng dễ. Nhưng mà nhiều khi lại thèm cái cảm giác được tự do trở lại. Nhiều khi tủi thân kia mà người ta không có hiểu mình. Mình cũng nghĩ là thôi chết rồi, nếu mình mà cứ lửng lơ tính nghệ sĩ bé bỏng như này thì chừng nào mới muốn ổn định, mới muốn lấy chồng. Nhưng mà không thể vì hoang mang Hồ Quỳnh Hương mà không dám yêu nữa đúng không mọi người? Thời tới cản không nổi. Nói gì nói, dù có người yêu hay không thì chúng ta vẫn cần nâng cấp bản thân. Đâu có phải là có người yêu là sẽ ngừng trau dồi bản thân đâu. Cuộc sống vẫn luôn là bước về phía trước cơ mà. Đi một mình cũng được mà đi hai mình cũng vẫn đều, thế mới siêu chứ. Vậy nên kèo lần này với thần Cupid mình xin được nhận nha. Và đặc biệt là những bạn mà đã theo dõi kênh mình từ rất là lâu rồi, biết là mình độc thân và đùng một cái thấy mình có đối tượng hẹn hò thì mọi người rất là mừng cho mình. Chúc mừng mình ở dưới comment là hoàng tử hãy đối xử tốt với công chúa nhé. Chúc mừng chị Zulin khi mà nhận được cái sự theo dõi và đồng hành của mọi người dành cho mình đến tận bây giờ thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là ấm lòng ấy.
cái hôm đi bảo tàng này thì vẫn chỉ là một trong những cái buổi hẹn đầu tiên của tụi mình, thế nên là mình vẫn còn khá là e thẹn, vẫn còn khá là mất ca lờ á mọi người. Tiện đường nên là anh ý đi một vòng UCS cho mình tham quan luôn, nhìn rất là giống trường Harry Potter đúng không mọi người? Các bạn biết không, cái hồi mà mình độc thân ý, mình cực kỳ muốn có người yêu. Mỗi khi mà mình đi chợ và mình phải xách rất là nhiều đồ nặng về nhà một mình, nhất là những cái hôm mà mình mua cả một cái bịch gạo nặng như thế này. Giờ thì mãn nguyện rồi. Hôm nay bạn mình dẫn mình đi ăn brunch. Anh ấy nói là chỗ này rất là ok la. Mình thì rất dễ trong chuyện ăn uống, còn anh ý thì rất là sành ăn. Nên là mỗi khi mà chọn là sẽ đi ăn ở đâu thì anh ý đều biết là anh ý muốn ăn gì hay là những chỗ nào ăn ngon. Anh ý chỉ việc chọn thôi, còn mình sẽ follow. Nhà hàng Pháp này thì menu không được đa dạng cho lắm. Và cuối cùng thì anh ý gọi một bát súp và một cái bánh pie. Nhìn như có ai cắn dở ấy nhỉ? Ừ. Cuộc sống ở Sydney rất là yên bình, thế nên con người cũng rất là dễ để có một cuộc sống yên ả và không thị phi. Ai cũng bận rộn từ thứ 2 đến thứ 6 để đi làm, thế nên là mọi người thường là chỉ có thứ 7 và chủ nhật là những cái ngày nghỉ trọn vẹn để mà dành cho nhau thôi. Còn nếu như mà muốn hẹn hò vào những cái buổi tối trong tuần ý, thì thường sẽ là những cái bữa ăn tối rất là nhanh thôi và về nhà nghỉ sớm để hôm sau còn đi làm. Nghe lịch trình hẹn hò như vậy thì có vẻ là hơi chán và khô khan đúng không mọi người? Tại vì là ở Việt Nam thì hàng quán mở rất là khuya, nên là 10-11 giờ đêm vẫn có thể là lân lê hàng quán với bạn bè cũng được. Thế nhưng mà thực ra mình nghĩ là cũng phụ thuộc vào cái đối tượng ở bên cạnh mình, họ khiến mình cảm thấy như thế nào. 2 năm về trước ở Sydney thì mình có hẹn hò 2 người, họ cũng đều là những nhân viên đi làm full time. Và sau giờ làm việc thì họ mệt mỏi và họ không có muốn nhắn tin hay gọi điện, mà họ chỉ muốn ở nhà xem phim một mình thôi, tận hưởng cái thời gian dành riêng của họ. Thế nhưng mà với cái người hiện tại của mình thì anh ấy luôn nhắn tin và gọi điện cho mình mỗi khi có thể. Nên là dù tụi mình không gặp nhau quá nhiều, thế nhưng mà mình vẫn luôn cảm thấy là được quan tâm. Hay như là đây, các bạn có thể đang thắc mắc là tại sao Jolene đi đâu mà quay quá trời hoa lá cành vậy. Thế là bởi vì phòng của mình đang không có một cái chậu cây nào cả, và mình thấy rất là thiếu khi mà không có một cái màu xanh tươi mát ở trong căn phòng của mình. Và mình nói là anh ơi, em muốn mua một chậu cây. Thế là tụi mình đã đi hẳn 2 cái chậu. 25 bucks. Yeah. It's so cute though. Okay, do you know what the koalas eat? What? What do they eat? Elephant. Ooh, my boyfriend is so smart. Trời ơi, đi vòng vòng mãi mình mới chọn là một cái cây mà mình cảm thấy là phù hợp với căn phòng của mình. Và bây giờ thì mình muốn mua một cái chậu màu hồng để đựng cái cây này ở trong đấy. Đây, cái này có vẻ là vừa này. Uy tín luôn. Về với đội của chị. Ngồi trên xe á, mình nói anh ơi, tự nhiên em thấy nhức đầu quá. Tự nhiên đau đầu quá. Thế là một tay anh ấy vừa lái xe, một tay vừa nặn đầu cho mình á. Quá là xến luôn. Tối ngày hôm ấy thì mình được ăn sushi ngon nhất Sydney luôn. Không, phải nói là từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ được ăn sushi ở đâu mà nó ngon như vậy luôn á mọi người. Hình thức omakase này của Nhật có nghĩa là mình sẽ ăn những cái món mà do đầu bếp tự quyết định, mà những cái nguyên liệu được đầu bếp sử dụng đều rất là uy tín. Đây là khu vực cho omakase, có những khách ngồi ở bàn thì sẽ gọi theo menu. Cô gái Jolene đang không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Oh my god. Nuốt lưỡi. Nhom. Đầu bếp dùng rất nhiều loại hải sản và nguyên liệu khác nhau mà đến chính mình cũng không biết nó là cái gì và cũng không thể nhớ được tên nữa. Bởi vậy nên không có review được đồ ăn mọi người ơi, chỉ biết ngồi ăn nhồm nhoàm thôi.
Nhìn giống bánh phô mai nhưng thực ra đây là trứng đó mọi người. Trời ơi, no quá, phải nói là anh ơi, không ăn nữa đâu, quá đủ rồi. Và cuối cùng thì cũng được ăn dessert. Mặt thơ thẩn như này nghĩa là no rồi nha mọi người. Sau một thập kỷ, từ lần cuối cùng mình được xem nhạc kịch đó là ở London, thì hôm nay mình mới được xem vở nhạc kịch tiếp theo đó là Mary Poppins. Cảm ơn anh đã đưa em tới mùa musical này. Trời ơi, thực sự là nó tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng của mình luôn ấy. Mình nhảy nhót từ đầu đến cuối luôn. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta ngưng tìm kiếm là có thật mọi người ạ.